Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh nhiều mây, đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, độ mặn ở các sông trên địa bàn tỉnh sẽ xuống theo triều. Theo đó, ở trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ, dự báo độ mặn đo được cao nhất khi cách cửa sông 20 km là 4,7 gram trên lít. Còn ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn cao nhất đo được là 0,2 gram trên lít. Ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn cao nhất là 0,1 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 28 km ở sông Dàm Cỏ thuộc xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 36 km trên sông Dàm Cỏ thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa và phía bắc biển Đông, duy trì cường độ gió mùa tây nam ở Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo tại khu vực này trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào nhiều nơi, rải rác có nơi mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 23 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo khu vực này trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào nhiều nơi, rải rác có nơi mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.